Chú chia sẻ thử xem là nên là bán đất thông qua kênh nào là hợp lý. Hồi trước cái giai đoạn trước ấy thì có vẻ các ông sẽ sử dụng tin trả phí ở bất động sản.com.vn Vâng. hoặc là alo nhà đất gì gì đó. Dần dần đây thì đi những cái phong trào liên quan đến nền tảng mạng xã hội để bán. Thì bây giờ cái nào nó có hiệu quả của chú nhất? Tức là thông qua làm media hay là thông qua việc đăng tin hội nhóm rồi là các website diễn đàn hoặc tạo cho mình website riêng hoặc là thông qua con đường chuyển miệng dán tờ rơi, cái nào đang là hiệu quả nhất? Em là một người đã từng làm qua tất cả những cái đó. Thời bắt đầu vào thì mình đi có đi phát tờ rơi rồi, có đi phát tờ rơi xong rồi lại gặp người nào là tư vấn người đó là đã có rồi, đăng tin có rồi, đăng tin trả phí có, đăng tin ở trên các cái hội nhóm, các cái nền tảng nọ kia thì có nghĩa là em làm tất cả mọi thứ. Và đến một cái thời điểm và em nhận ra rằng là những cái này thì ai cũng làm, thì mình phải đi theo một cái ngách đấy. Nó giống như anh đang làm ấy, ai cũng làm luật sư, ai cũng đi dán banner lên trên tường đúng không, thì mình phải làm sao để khác biệt đi. Mình cũng đi dán thì cạnh tranh với họ, thì thay vì thế thế mạnh của mình là gì thì mình làm cái đó. Thì bây giờ cứ lên mạng tìm luật sư X là ra đúng không, thì em cũng đi theo ngách như vậy. Em đi theo cái ngách đó chính là mang những cái thông tin, những cái thông điệp, những cái gì về cái mảnh đất đó đưa hết lên trên mạng để người xem người ta có thể được thực tế tìm hiểu nó một cách minh bạch nhất. Thì sau một thời gian làm đầu tiên thì nó chả có kết quả gì cả, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cũng khá nhiều người đã thực hiện giao dịch qua các cái nền tảng đó của em. Ngày xưa bắt đầu làm thì em cũng chẳng bao giờ nghĩ là mình có người theo dõi, có người xem đâu. Nhưng mà bây giờ thì các nền tảng của em nó lên khoảng 80.000 người theo dõi, cũng như là ở các cái nội dung thì thường thường một tháng nó tiếp cận khoảng 4-5 triệu người. Thì em nghĩ là cũng mang được rất nhiều giá trị cho người xem. Ví dụ như có những cái hình thức lừa đảo nào thì em cảnh báo mọi người. Có những cái kỹ năng gì về đi mua đất hoặc là về thẩm định giá em cũng chia sẻ, thì em thấy là mọi người đều được lợi. Thì mình thấy là đó chính là một cái để cho nó minh bạch hóa cái ngành nghề của mình. Cái thời cách đây khoảng chục năm thì có khi là đi mua mảnh đất thì chỉ có đi vào trong làng hỏi xem có ông nào bán không. Nhưng bây giờ chỉ lên mạng gõ gõ cái là ra 1.000 mảnh đất ở khu này bán. Thì sau khi em làm thì em thấy là cái cách mình đang làm thì là cái cách mà có thể là giao dịch dễ và mọi thứ nó được công khai, bởi vì em đã từng bán những cái sản phẩm một vài tỷ mà người ta chẳng có đi xem đất, bởi vì người ta xem hết trên mạng rồi.